Một câu hỏi mà rất nhiều bạn băn khoăn khi chúng ta định học để trở thành giáo viên yoga, đó là học trở thành giáo viên yoga thì sẽ cần bao nhiêu lâu và chúng ta sẽ cần học những gì, đúng các bạn? Và bản thân Kim Ba thì mình cũng xuất phát là một huấn luyện viên và bây giờ mình trở thành một người về đào tạo giáo viên yoga. Thì với trải nghiệm khoảng tầm 13 năm giảng dạy đào tạo yoga và xây dựng cái nền tảng internet như YouTube với khoảng 136.000 người thì mình cũng giúp đỡ cho rất nhiều các huấn luyện viên và định hướng cho rất nhiều người bạn. Vậy thì câu hỏi đó là việc trở thành giáo viên yoga thì theo một cách thông thường là bạn sẽ cần học một khóa đào tạo giáo viên yoga. Và các khóa đào tạo giáo viên yoga bây giờ thì thông thường sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Nghĩa là thời gian sẽ là 3 tháng để bạn có thể hoàn tất một chương trình đào tạo và được cấp chứng chỉ. Vậy thì tuy nhiên ấy, thì thời gian thì là 3 tháng nhưng mà chắc chắn sẽ không phải 3 tháng đúng không ạ? Vậy vì mỗi đơn vị thì họ sẽ có cái số lượng giờ khác nhau trong 3 tháng đấy. Ví dụ như học khóa đào tạo của với Kim Ba thì các bạn sẽ là 3 tháng nhưng mà một tuần các bạn sẽ học có 3 buổi chính thức là thông qua Zoom online. Các bạn sẽ học 3 tiếng cho mỗi buổi. Vậy thì chúng ta sẽ có tổng là 36 tiết học và mỗi tiết học là 3 tiếng, tương đương với khoảng tầm hơn 100 giờ học qua Zoom. Tuy nhiên thì để trong một thế giới hiện tại bây giờ mà cứ lên lớp xong học như vậy thì chắc chắn không đủ đúng không ạ? Và các bạn sẽ phải cần thêm cái giờ thực hành nữa. Thì thường các bạn sẽ được thực hành qua các lớp tập để các bạn tập nâng cao sức khỏe một cách tốt hơn, tăng cường thể chất cho mình, đặc biệt những bạn chưa tập luyện bao giờ. Và ngoài ra thì các bạn cũng phải có cái giờ thực hành riêng của mình. Nghĩa là các bạn sẽ thực hành cái việc giảng dạy. Vì trở thành giáo viên yoga thì chúng ta không chỉ học đâu ạ, mà chúng ta phải hành nữa, đúng không? Chúng ta cũng phải luyện giọng nói này, chúng ta cũng phải dạy thử. Và bây giờ rất là thú vị. Hồi trước ấy, thì các bạn sẽ cần phải đến lớp, xong rồi bạn đến trước giờ, xong rồi thực hành cùng với những người bạn trong lớp của mình. Nhưng về tới với thế giới online bây giờ thì các bạn cùng với Kim Ba thì sẽ được thực hành qua các video. Nghĩa là các bạn cũng giống như quay video như thế này để bạn thực hành và nói đi nói lại thì chúng ta mới nhuần nhuyễn, kiến thức chúng ta mới nhớ sâu hơn được và chúng ta có cái kỹ năng sư phạm để giải quyết vấn đề. Thì sau này khi chúng ta đi dạy chúng ta không bị bỡ ngỡ. Vậy thì cái thời gian thì là 3 tháng nhưng mà cái thời gian học thì lại tùy thuộc vào mỗi đơn vị, có thể lên đến hàng trăm giờ, thậm chí 300-400 giờ nữa cơ. Và tất nhiên các học viên mà muốn các bạn muốn giỏi nhiều hơn thì các bạn phải thực hành nhiều hơn. Giống như bản thân Kim Ba thì ngày xưa mình cũng tham gia các khóa đào tạo thì một số anh chị làm part time thì các anh chị sẽ dành ít thời gian, còn mình thì đầu tư nhiều thời gian hơn, cũng có khóa đào tạo như vậy nhưng mình tập trung nhiều hơn thì mình sẽ thành thục một cách tốt hơn và có kết quả một cách tốt hơn. Vậy thì đó là cái thời gian, nhưng tất nhiên các bạn nhớ nhá, cái thời gian 3 tháng ấy chỉ là thời gian để bạn học chương trình đào tạo ấy thôi. Còn sau 3 tháng thì chắc chắn bạn cũng phải bổ sung thường xuyên. Giống như bản thân Kim Ba bây giờ mình vẫn phải học thêm rất nhiều thứ đúng không? Với đặc biệt thì không chỉ các kiến thức về yoga, về giải phẫu yoga, về dinh dưỡng, mình học thêm các cái chương trình về các kỹ năng tổ chức đội nhóm, các kỹ năng xây dựng thương hiệu trên online, rất nhiều cái kỹ năng khác nhau thì mình mới công việc nó phát triển nhiều hơn chứ. Chứ nếu mà chỉ mỗi cái chương trình đào tạo thôi thì chắc là không đủ. Rồi, thế thì để trong chương trình học thì mỗi đơn vị sẽ có các cái khác nhau. Nhưng cơ bản nhất với thời đại bây giờ thì một chương trình học cần có những yếu tố sau. Thứ nhất là cái kiến thức về chuyên môn. Trong kiến thức chuyên môn thì nó sẽ có thứ nhất là các cái kiến thức về giải phẫu yoga. Từ này sẽ hơi mới với các bạn đúng không? Nhưng cơ bản là khi trở thành huấn luyện viên yoga bạn phải hiểu được cái cơ khớp chúng ta nó vận động ra làm sao, nó chuyển động ra làm sao. Thì trong yoga thì họ gọi là giải phẫu yoga. Có thể là một chút kiến thức của ngành y nhưng mà được phổ quát sang thể thao quần chúng để làm sao dễ hiểu hơn, đơn giản hơn với trong quá trình luyện tập về thể thao phong trào. Hai là các kiến thức về định tuyến trong yoga. Định tuyến bạn có thể hiểu là các phương hướng góc độ để chúng ta có thể tập luyện cái động tác nó một cách nó chuẩn xác hơn, phù hợp theo mỗi cái cơ thể của mỗi người học viên. Và chúng ta hiểu nguyên lý thì chúng ta sẽ tập luyện bằng cách đầy đủ hơn. Các kiến thức chuyên môn về cách xây dựng giáo án, ví dụ như là giáo án về trị liệu cổ vai gáy, về lưng, các giáo án về săn chắc cơ thể, các giáo án để thư giãn, ngủ ngon, thì chúng ta sẽ học về cái cách để làm sao xây dựng, thiết kế giáo án. Trước giờ bạn đi tập thì bạn cứ tập theo giáo viên thôi, nhưng mà cũng giống như việc là các giáo viên chúng ta ngày xưa phải soạn giáo án đúng không? Cách để xây dựng giáo án. Rồi, ngoài ra có các kiến thức về chuyên môn khác như là các cách để chúng ta hiểu về dinh dưỡng, để chúng ta xây dựng thực đơn của học viên của mình một cách tốt hơn, đầy đủ hơn. Và mỗi khóa đào tạo thì họ có thể bổ sung nhiều các chuyên môn khác nhau vào trong chương trình của chúng ta để chúng ta có toàn diện nhiều hơn. Rồi, đấy là phần chuyên môn. Và cái phần thứ hai thì các bạn lưu ý, một chương trình đào tạo bây giờ thì không chỉ dừng lại chuyên môn mà bao gồm cả cái việc phát triển kỹ năng nữa. Vì cái công việc trở thành giáo viên yoga là cái công việc nói chuyện trước đám đông, nên là chúng ta chắc chắn phải có những kỹ năng như là kỹ năng tự tin,
nói chuyện trước đám đông, các kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể đúng không? Các kỹ năng về giao tiếp, các kỹ năng về luyện giọng nói nó hay, nó thu hút hơn. Hay các cái kỹ năng bổ trợ cho việc tối ưu hóa công việc, sắp xếp công việc làm sao nó hiệu quả hơn. Nhìn thì giáo viên tưởng là dạy, nhưng cái công việc của giáo viên yoga là tối ưu hóa, đưa ra cái bài tập nó phù hợp cho học viên. Hay các cái kỹ năng để chăm sóc, động viên, truyền cảm hứng cho người khác. Các bạn thấy rằng đôi khi giáo viên nhìn phải vui vui đâu, chứ nhìn giáo viên mặt trầm trầm thì ai mà học. Thế vậy thì chúng ta phải biết cách quản trị cảm xúc của mình, sau đó chúng ta truyền cảm hứng cho học viên chúng ta tập luyện cách tốt hơn. Ngoài ra thì các bạn thấy rằng ngoài chương trình đào tạo thì các bạn nhớ là bây giờ cái công việc yoga nó không phải là công việc là công nhân viên chức. Chúng ta học xong chúng ta sẽ xin việc ở đâu đó, mà đa phần chúng ta sẽ phải tự khởi nghiệp với công việc riêng của mình. Các bạn có thể tự mở phòng tập, các bạn có thể chủ động đi xin cho phòng tập khác, hoặc là các bạn có thể là dạy cho các đội nhóm, các PT cho gia đình, cho cơ quan. Do vậy thì các bạn cũng phải học thêm các kỹ năng về xây dựng thương hiệu của mình. Ví dụ như Kiba với kênh YouTube khoảng tầm hơn 100.000 người theo dõi với hàng ngàn video này thì giúp mình có thêm lượng tiếp cận rất là lớn. Học viên đến từ mọi nơi, không chỉ ở Việt Nam, ở trên khắp nơi trên thế giới. Nhưng là các bạn cũng phải xây dựng thương hiệu của mình. Hay là trên Facebook chẳng hạn thì Kiba cũng có một cái Facebook trung bình khoảng tầm 7 triệu, hơn 7 triệu người tiếp cận mỗi tháng. Bạn có thể gõ tìm là Đặng Kiba. Thì trên đây mình xây dựng thương hiệu, từ đó mình mới thu hút được học viên và sau đó mình có được nhiều học viên hơn. Chứ không thể là bạn cứ học xong rồi bạn cứ nghĩ là ngồi mà có người học thì không có đâu ạ. Bạn chắc chắn phải chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì người ta mới tìm đến mình một cách tốt hơn. Hay là bạn cũng phải có các kỹ năng để tuyển sinh. Đây cũng là một cái mà các bạn cần lưu ý, vì bản thân mình cũng học nhiều khóa đào tạo, nhưng mà trong chương trình đào tạo đa phần thì họ chỉ dạy bạn về cái cách dạy yoga giỏi thôi. Còn làm thế nào có học viên thì các bạn phải chủ động. Nếu các bạn nhớ là nếu có thể thì đơn vị đấy cần có thêm cái yếu tố là hướng dẫn bạn cách bạn tuyển sinh. Cách có học viên cơ, phải có học viên thì mới dạy được chứ. Dạy yoga giỏi mà không có học viên thì lấy dạy ai bây giờ, đúng các bạn? Rồi, ngoài ra thì trong một chương trình đào tạo cũng nên cần có một người cố vấn. Cố vấn là sao? Nghĩa là người sẽ là người lên kế hoạch cho công việc của bạn. Giống như là trước giờ Kiba không có, nhưng sau đó mình phải thuê cố vấn. Nghĩa là những người đấy có thể họ biết về yoga, có thể không biết về yoga, nhưng họ cho mình một con đường. Họ nói là Kiba ơi, với thế mạnh của em thì em nên theo cái trường phái yoga này. Với cái thế mạnh ở khu vực của em là Hải Phòng thì cái hướng phát triển yoga làm thế nào để có học viên nhiều hơn thì em nên làm cái hoạt động này thì nó phù hợp hơn. Hoặc là với những người bạn mà ở khu vực những thành phố lớn thì cái việc mở phòng tập sẽ hơi đắt đỏ, thì cái hướng chúng ta sẽ là dạy online chẳng hạn thì sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Hay một số bạn ở nước ngoài thì chúng ta mở cái phòng tập với điều kiện ở nước ngoài giấy phép kinh doanh các thứ thuế nó rất là khó. Do vậy các bạn đã chuyển hướng sang online. Vậy cơ bản trong một chương trình đào tạo sẽ cần phải có những cái người cố vấn, những người làm chuyên môn và những người thúc đẩy chúng ta, thì khi bạn học xong thì nó đầy đủ hơn. Tất nhiên thì các chương trình như vậy thì cũng sẽ là hiếm, như là các chương trình đào tạo cùng Kiba thì các học viên ngoài việc là được mình cố vấn, được mình trò chuyện hàng ngày để xem là cái thế mạnh của bạn, bạn già, bạn trẻ, bạn đang làm văn phòng, bạn là mẹ bỉm sữa, thì cái hướng phát triển nào phù hợp cho bạn. Bạn ở nông thôn, bạn bảo khu vực ấy không phát triển phong trào, nhưng làm thế nào phát triển phong trào được, làm thế nào thì phù hợp hơn, thì mình sẽ là người cố vấn và phát triển các kỹ năng mềm cho các bạn. Sau đó thì có đội ngũ chuyên gia, các thầy về chuyên môn khác nhau, các người huấn luyện viên dạy về dinh dưỡng, các giảng viên dạy về nâng cao, các giảng viên dạy về giải phẫu, các bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người về các kiến thức chuyên môn của ngành. Và ngoài ra lại có một thêm một ekip, như là các bạn cũng là huấn luyện viên đồng hành với mình, các bạn sẽ nhắc nhở các bạn hàng ngày, giải đáp các bạn các thắc mắc. Nói chung là có hẳn một đội ngũ ekip như vậy thì mới hỗ trợ các huấn luyện viên có một kỹ năng toàn diện nhiều hơn được. Thì cái ba hiểu rằng các bạn cũng khá là bận rộn đúng không? Các bạn có công việc riêng của mình, nên là nhiều khi mà nếu mà học chương trình mà cứ học xong rồi vất tài liệu đấy, các bạn học thì sẽ hơi khó. Vậy thì chia sẻ với các bạn là việc trở thành huấn luyện viên yoga thì 3 tháng, nhưng trong đó học hành nó sẽ cần rất nhiều yếu tố khác nhau. Chứ bây giờ cứ bảo là huấn luyện viên yoga dễ kiếm lương cao thì chả có gì dễ cả, cái gì cũng phải gian nan, khổ cực hết. Nhưng tất nhiên sẽ có một số khu vực sẽ có sự may mắn, những cái khu vực của bạn nó không có người mở, hoặc bạn có những cái nền tảng mà nó hỗ trợ tuyệt vời để phát triển công việc này thì nó mới dễ. Còn những bạn mà khác thì chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn. Giống như cái ba, cái gì cũng phải chăm chỉ, cái gì cũng nỗ lực thì mới có hàng ngàn học viên được chứ, đúng không? Và trong video này, nếu các bạn quan tâm đến chương trình đào tạo huấn luyện viên mà các bạn tin tưởng cần Kim Ba cố vấn định hướng thì các bạn có thể kết nối ở dưới phần mô tả đặt lịch để mình tư vấn định hướng cho bạn, để xem nó có phù hợp cái công việc này ấy, nó có phù hợp với bạn không, cái khu vực của bạn có phù hợp hay không, và nếu học thì bạn học theo cái hướng nào là tốt nhất với bạn, thì như vậy thì bạn sẽ an toàn hơn.
Còn nếu mà nó không phù hợp thì chúng ta nên lựa chọn lĩnh vực khác thì nó đỡ mất thời gian cho mình, đỡ mất tiền bạc cho mình, được các bạn? Các bạn thể nhấn ở dưới phần, ngay dưới phần mô tả. Còn nếu bạn là một huấn viên đã học yoga rồi thì có thể xem rất nhiều các cái chia sẻ với 2.000 video chia sẻ trên kênh YouTube các kỹ năng mềm, các cách phát triển công việc yoga, thì cái bài chia sẻ hết ở trên đây, các bạn có xem ở trên đây và phát triển công việc mình cách tốt hơn. Tất nhiên nếu có câu hỏi nào khác hãy comment ngay bên dưới nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.